Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật nha. Ngày hôm nay em có 17 sản phẩm gửi đến mọi người. Tất cả sản phẩm bên em bán ra đều là hàng chính hãng hết nha, và bao chống nước cho mọi người. Khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận được cái phiếu bảo hành của bên em nha. Trên này có đầy đủ thông tin, tên cửa hàng, địa chỉ và số điện thoại luôn. Và số điện thoại này em có để dưới phần mô tả, mọi người có thể xem dưới đó và gọi nhắn tin cho em. Gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin vào số Zalo cũng được nha mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng đối với đồng hồ pin và 12 tháng đối với đồng hồ cơ nha. Dưới này em sẽ ghi tên sản phẩm, giá thành và ngày mua của để em có thể bảo hành cũng như là hỗ trợ thu đổi quay đầu cho mọi người một cách tốt nhất. Và ngày hôm nay thì có hai sản phẩm của bên em. Thì cái này, cái hộp này thường thường em bán lẻ cho khách là 200.000 một cái ha, hay mình một cái. Nhưng hôm nay gần Tết thì có hỗ trợ sale cũng như là tri ân khách hàng luôn, thì mọi người sẽ mua đồng hồ thì em sẽ tặng ha. Với giá trị đồng hồ là trên 1 triệu thì em sẽ tặng cho mọi người cái hộp này. Mua đồng hồ trên 1 triệu thì em sẽ tặng cho mọi người nhé. Tại vì còn mấy cái dưới 1 triệu này thì nó em bù lỗ không nổi nó nha. Nếu em tặng thì em bù lỗ không nổi, mọi người có thể thông cảm giùm em ha. Trên 1 triệu mới tặng được. Và có thêm một cái sợi chuỗi. Sợi chuỗi này em đang bán lẻ là 125.000 một sợi ha mọi người. Được làm từ gỗ trầm hương, có hương thơm rất là dịu nhẹ, chúng ta ngửi vào chúng ta sẽ có cảm giác nó rất là dễ chịu ha. Và chuỗi thì nó có thêm chức năng là xua đuổi tà ma, tránh cái những năng lượng âm, năng lượng xấu, mang đến những năng lượng dương, năng lượng tích cực cho chúng ta nha. Thì cái cọ sợi dây này thì nó làm được từ trầm hương nha mọi người, gỗ trầm có hương thơm thoang thoảng. Em chuỗi này là 108 hộp, giá bán là 125.000, còn hộp này em bán lẻ là 200.000 một hộp ha. Nếu mọi người mua combo hai sản phẩm này thì hai cái này thì em bán với giá là 250.000 nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Rồi mọi người có thể mua ủng hộ em nha. Hoặc và mọi người mua đồng hồ có giá trị trên 5 triệu thì em sẽ tặng cho mọi người hai món này luôn ha. Đồng hồ mà có giá trị trên 5 triệu thì em sẽ tặng cho mọi người hai món này luôn ha. Mỗi cái này chúng ta có thể đeo cổ tay cũng được, rất là đẹp ha mọi người, mang đến năng lượng tích cực ha. Rồi bây giờ tới đồng hồ đi ha. Đầu tiên là mã số 1, thì mỗi sản phẩm này thì em ghi có 20 bộ thôi, nên là mọi người cũng không có nhiều, nên mọi người em có thích thì ủng hộ giùm em nha. Nếu mọi người có nhu cầu cao hơn thì em sẽ đặt nhiều hơn. Đầu tiên là mã số 1, một chiếc đồng hồ Casio ha mọi người. Chiếc con này thì chống nước 100m, thì mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ha, các nút bấm đều ok hết. Con này nó có đèn nữa nha mọi người, nó có đèn. Để bấm đèn cho mọi người xem nha. Đó, cái đèn nằm đây nè. Đó. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, kính thường, con này kính thường. Dây thép không rỉ nha, dây thép không rỉ. Con này thuộc dòng Quartz Time ha, Wayceptor. Sky in Thái Lan. Đó. Rồi con này thì mọi chức năng hoàn hảo, máy dòng Techsolux nha mọi người, pin năng lượng, con này pin năng lượng mặt trời nha, của Seiko. Máy pin chúng ta sẽ có hai mặt đồng hồ, một mặt đồng hồ điện tử và một mặt đồng hồ kim. Đây, một mặt đồng hồ điện tử, một đồng hồ kim ha, cho chúng ta xem giờ, hoặc là mấy cái bé mà nó chưa biết coi giờ thì nó coi như thế này, dưới trên này thì nó sẽ từ từ nó biết xem luôn ha mọi người. Rồi em này là size 42,5 gần 43 ha, dây zin của hãng luôn. Dây còn rất là dài ha mọi người, dây dài lắm luôn á, đeo chân cũng được nó. Rồi mã số 1, giá 400.000, dòng máy pin năng lượng mặt trời của Casio, chống nước 100m nha, ngoại hình thì còn tương đối thôi.
Đeo xem giờ là ok đó. Gì nè ha. Rồi mã số 1, size 43, giá 400. Casio chính hãng đàng hoàng. Tiếp theo mã số 2 nè. Mã số 2 cũng là Casio luôn ha. Con này đẹp hơn chút xíu. Cũng máy pin luôn. Máy pin năng lượng mặt trời. 3 kim và một mặt đồng hồ điện tử ha. Đó. Có hai mặt đồng hồ điện tử, chúng ta cho dễ xem giờ. Dây cũng là dây zin luôn ha. Rồi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Con này mã số 2, giá 500. Con nào thích thì lấy cho em ha. Size em này là 42 nè. Con này là cây in China, con kia thì nó cây in Thái Lan. Là con này ráp ở Trung Quốc ha, con kia ráp ở Thái Lan. Thì nói chung nó có hai nhà máy, nó ráp ở đâu thì nó ghi cây in ở đó thôi. Nó là hàng chính hãng nha mọi người. Thì giống như xe Honda nó ráp ở Việt Nam gì đó, nó không có gì hết, nó vẫn là hàng chính hãng bình thường. Rồi mã số 2 giá 500 ha, size 42 ạ. Máy 3 kim và một mặt đồng hồ điện tử. Rồi nào thích thì chốt giùm em nha. Rồi tiếp theo mã số 3. Tiếp theo mã số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Agin, con này của Nhật nha mọi người. Toàn thân vỏ là thép không rỉ nha. Kính là kính khoáng cứng. Dòng máy pin Chronograph bấm giờ thể thao của Nhật. Rồi. Rồi size 37,5 nha mọi người. Cái kim bên này là cái kim 24 giờ nè. Kim 24 giờ ha. Kim gốc 3 giờ là kim 24 giờ. Hai cái kim này là kim bấm giờ thể thao. Kim này chạy được một vòng thì cái này sẽ nhảy được một nấc ha mọi người. Khi chúng ta không sử dụng thì chúng ta bấm nó dừng lại. Trả nó về. Cứng như thôi. Thôi bỏ qua con này đi ha, mã số 3, lúc này bấm không được rồi. Hoặc là bán rẻ luôn đi ha. Rồi em sẽ bán giá con này cho mọi người luôn. Thôi chức năng bấm rẻ thể thao, chắc là nó kẹt cái nút thôi nhưng mà có thể sửa được nhưng mà thôi. Mã số 3 em bán 300 luôn đi. 300 giống như là mua sát rồi ha mọi người. 300 thay cục pin là hết 100.000 rồi. Cái dây, cái vỏ, cái máy nó chạy bình thường hết ha. Nhưng mà bán sẵn coi như là vui vẻ, anh em mình vui vẻ đi. Lâu lâu có một sản phẩm lên nó lỗi kỳ cục không. Rồi size 37,5 ạ. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ, dây zin ha, dây khóa zin. Dòng máy pin của Nhật nha. Rồi lên tay. Mã số 3 giá 300.000. Lâu lâu bán lỗ một con đi. Rồi tiếp theo mã số 4, con này là 600, con này dòng Swatch Wit. Thụy Sĩ ha, máy pin Thụy Sĩ. Con này thì kim nó bị ố ha mọi người, kim nó bị ố. Còn mặt dial rất là đẹp. Vỏ là vỏ bằng nhựa nha. Dây là dây chùm của Mỹ nè. Nó con này giá mới là ngày xưa là 4.800 yên ha. Cỡ gần 1 triệu. Một chiếc đồng hồ Swatch Wit Thụy Sĩ, máy pin 4 chân kính, vỏ nhựa, nhìn thấy máy ha. Chạy cực kỳ bền bỉ, 3 cốt 6 kim. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Đếm đo size. Con này size 37,5 luôn nha, dây chùm.
dây này thì khỏi cắt khỏi cái gì chứ, tay nào để cũng dựa rồi. Rồi này mã số 4 giá 600 luôn nha, mã số 4 giá 600, ngoại hình tương đối đẹp. Đây, cộng dây châm này không là chúng ta mua đúng lẻ ở ngoài nó cũng là như ta mua lẻ cộng dây này không chắc cũng cỡ 200 300 ngàn rồi, thôi 600 ngàn chúng ta mua được nguyên cái đồng hồ luôn của Thụy Sĩ luôn. Rồi mã số 4 giá 600, size 37,5 ạ. Tiếp theo mã số 5, em này giá 800 nha mọi người. Con này một chiếc đồng hồ pin pin mang thương hiệu Technot nha, pin Technot, mọi người biết Technot là thương hiệu của Thụy Sĩ rồi ha. Một chiếc đồng hồ Technot Thụy Sĩ, kính sapphire nè mọi người, nó in trên cái mặt dial luôn ha, mặt số màu trắng trải tia hướng về tâm, cọc số nổi, những cọc số kim cọc được mạ vàng rất là đẹp, gốc 3 giờ có màu ô lịch, lịch này có lúp luôn ha, kính sapphire lịch có lúp. Cái viền benzen này thì nó, cái viền này thì nó được mạ vàng BVD rất là đẹp ha mọi người, nhưng có xước có xước sắc nhẹ. Con này là mã số 5 giá 800.000, Technot Thụy Sĩ, em này chống nước được 100m nha, size 37 nè, nó phía sau đáy nó đây, water resistant 13 là 100m ha, toàn bộ là thép không rỉ, dòng Technot Swiss nè, mọi người thấy chữ Swiss không, ngay giữa luôn nè, dây zin nguyên bản ha, có logo của chữ T của Technot. Rồi em này size 37, mã số 5, giá 800, máy pin 3 kim, 3 kim một lịch nằm ở góc 3 giờ, rất đẹp nha mọi người. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, mã số 5, size 37 giá 800 ạ. Tiếp theo mã số 6 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Fossil, Fossil của Mỹ, toàn thân vỏ em này là tầm từ thép không rỉ, kính là kính khoáng cứng nha. Rồi size em này là size khủng long rất là to, size 48. Rồi tay này anh nào to bự thì mua em này ha, em này mặt trắng, mặt trắng hai lòng, cọc số nổi, góc 3, 6, 9 và 12 là những cọc số La Mã rất to bản và bự nha. Những cọc số còn lại là những cọc số thẳng. Em này là 3 cốt 6 kim, chạy dòng pin Chronograph ha. Đó. Khi chúng ta bấm thì nó sẽ quay quay cái kim nhỏ dưới này. Khi chúng ta ngừng lại thì nó sẽ trả về vị trí ban đầu ha mọi người. Đó. Này, khi chúng ta muốn nó chạy nữa thì chúng ta bấm nút này. Bấm lúc này thì kim dây dưới này nó sẽ chạy nè, không bấm cái nữa nó ngưng nè, thôi em bấm là nó ngưng này, ha, muốn trả về vị trí đầu thì bấm thêm lúc này cái nữa đó. Rồi ngoại hình còn khá đẹp ha mọi người, dây da zin nguyên bản của Fossil luôn, khóa zin luôn ha, dây zin khóa zin em này 1.000.000, size 48, mã số 6 nha, số 6 thì size 48 này chắc mấy anh tay trên 18 đeo mới ok ha, trên 18 tay 15 năm mà nó hơi lố được cái con này đẹp. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha, 1.000.000 ạ, Fossil. Tiếp theo mã số 7, hôm nay pin hơi nhiều, pin giá rẻ tại có mấy anh yêu cầu á, bán mấy dòng pin giá rẻ. Con này thì không biết nó là nam hay là nữ, tại sai cái bảng thì nó bự, nó bự của nam không, bảng thì tới 40 và cái mặt trong này thì quá nhỏ, cái mặt trong này em đo hào hào thì nó tầm 19, còn ở vòng ngoài thì nó có full những viên đá Swarovski hả mọi người. Swarovski là cái thương hiệu đồng hồ, nó không phải làm đồng hồ mà nó chuyên về làm việc về đá, đá Swarovski, đá CZ đồ đó mọi người, nó là kim dạng như là một loại đá mà kim cương nhân tạo đó, rất sáng và sạch và lấp lánh ha. Con này nếu mà chúng ta đeo mà chúng ta chiếu đèn vào, khi chúng ta đeo nó có ánh đèn vào thì nó bị bảy màu, nó phân tán tán ra bảy màu đẹp lắm. Góc 12 giờ có logo Swarovski nè, logo hình con thiên nga, đó là logo của Swarovski ha. Thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy là này, nó em này nó không có nấm chỉnh giờ, chúng ta sẽ chỉnh giờ như thế nào thì ở dưới này nó có cái nút nè mọi người, chúng ta chỉ cần lấy một cái nhọn nhấn giữ nó thì cái kim giờ nó, kim phút nó sẽ quay
ha, nó quay cho đến khi nào mà chúng ta thấy nó đúng cái giờ rồi thì chúng ta tháo giật cái cây đó ra giữ nè, nhắn giữ như này, khi nào đúng giờ thì chúng ta lấy ra thì nó sẽ đúng chỉnh đúng cái giờ mà chúng ta mong muốn ha. Pin, máy pin thì sĩ Swarovski. Ồ, có những viên đá rất là lấp lánh, size 40 ha. Size viền, size vỏ ngoài là 40. Rất đẹp nhưng mà ban đêm á, ban đêm mà đeo dưới dưới ánh đèn nó rất là đẹp luôn. Như kim cương nhá, nhưng chúng ta đeo như nguyên một cục kim cương. Rồi mã số 7, giá 2 triệu, size 40 nha. Nào thích lấy giùm em con này khóa zin dây thay mới, Swarovski nè. Thương tên thương hiệu của nó nè. Size 40 mà số 7 giá 2 triệu, dây linh kiện khóa zin, anh nào thích thì lấy giùm em ha. Rất đẹp luôn. Nói chung con này nam nữ đều đeo được, tùy theo sở thích của chúng ta. Rồi tiếp theo, bây giờ tới cơ nha. Nãy giờ pin không à. Đầu tiên là mã số 8, một chiếc đồng hồ Seiko 5 dòng Sport. À, con này hàng qua sử dụng nha. Độ mới thì em đánh giá nó tầm 98%, 98% thôi. 97, 98 thôi. Không tới 99 được. À, màu vàng còn rất là đẹp ha. Ít trầy xước. Cái chuyện trầy xước là giống như là chúng ta phải tinh mắt lắm thì chúng ta mới thấy thôi. Chứ bây giờ em nhìn ở đây thì em cũng không thấy nữa. Em thấy chỉ có vài chấm nhỏ nhỏ gì thôi nè. Đó. Còn rất là đẹp hết mọi người. Em đánh giá là 98% đó. Toàn bộ thân vỏ được làm từ thép không rỉ nha. Kính là kính khoáng cứng, kính khoáng kính, kính Hflex của độc quyền của Seiko. Góc 6 và 12 giờ chúng ta sẽ có hai cọc số học trò và kim cọc của em này thì đều có dạ quang hết nha. Kim cọc đều có dạ quang hết. Mọi chức năng em này hoàn hảo, máy chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngay, chống nước được 100 m. À, và em này là chạy máy cơ automatic dòng máy con 7S36 của Seiko, có thời gian tích cót lên tới 40 giờ và có 23 chân kính nha, 23 chân kính. Dây vỏ thì còn rất là đẹp, ngoại hình em này thì nói chung là nó thua hàng mới một chút xíu thôi. Nó thua hàng mới một chút xíu thôi. Giá em này em bán là 2 triệu 6 nha, 2 triệu 6, mã số 8 giá 2 triệu 6 cho em này. Mặt đeo màu đen hai lòng ha. Hai lòng. Size 38 ạ. À. Size size mà sẽ đeo đo ngoài hoặc là đo luôn cái chỗ gần. Đo luôn nấm thì nó khá là to. À, đeo luôn nấm thử ra 41 năm. Còn đeo đo dòng này thì nó tầm 38,5 thôi. Mặt đeo màu đen ha mọi người. Kim cọc đều có dạ quang hết nha. Máy là máy lộ đáy, dây khóa zin nguyên bản. Bản nội địa, mắc in da băng ha. Trên kính nó có chữ da băng nè. Trên búa thì cũng có chữ da băng nè ha. Chống nước là được 100 m. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ mắc in da băng nha. Con này bản nội địa, mã số 8, giá 2 triệu 6 ạ. 2 triệu 6. Zin nguyên bản, zin toàn bộ luôn. Theo mã số 9. Mã số 9 là một chiếc đồng hồ Orient Bamino ha. Một chiếc đồng hồ Orient Bamino mặt đen. Mặt đen nha, em này mặt đen cọc số nổi. Mặt đen cọc số nổi. Con này có hở cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ nha mọi người, toàn thân vỏ là thép không rỉ. Kính Bamino thì mọi người biết rồi là kính khoáng cứng, được thiết kế cong vòm mọi người, rất là cổ điển, cũng không kém phần sang trọng nha. Nó làm như mấy cái đời đồng hồ vintage ngày xưa á, nó làm cái kính cong và nó làm cái hiệu ứng khi chúng ta nhìn vào đồng hồ nó rất là thích mắt nha mọi người. Phía sau mặt đáy ra nó đây ha, vỏ rất đẹp nha mọi người, còn rất là đẹp luôn. Trên búa nó có chấm chữ sao băng nè ha, đó trên búa có chữ sao băng nè. Một chiếc đồng hồ Orient Bamino dòng hở tim. Hở tim 3 kim. Một cửa sổ hở tim nằm ở góc 9 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo ạ. À. Em này có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đây.
Ngoại hình còn đẹp cỡ 95% nha, vỏ đẹp không cấn mốp, có trầy xước nhẹ. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em mã số 9, giá 3 triệu, size 40,5 nha. Núm jean có logo Korean à. Máy lộ đáy. Size 40,5. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Seiko dòng Reset. Máy cơ tự động automatic, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Có một ô lịch lọc nằm ở góc 6 giờ nha. Lọc nằm ở góc 6 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha mọi người. Máy 3 kim, kim này là kim Dolphin. Kim Dolphin có nghĩa là cái kim giống con cá heo á, nó mập ở giữa và nó nhọn đầu về trước. Mặt cọc số được làm thẳng hình chữ nhật và có những cái làm cái hoa văn trên cọc số này ha mọi người. Đây. Nó làm những hoa văn giống như là kim tuyến vậy đó. Rất đẹp. Thì chúng ta những cái chi tiết nhỏ này thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái độ hoàn thiện cũng như là độ chăm chút về cái mẫu mã như này rất là tỷ mỉ của nhà Seiko ha. Tại vì dòng Reset là dòng cận cao cấp rồi. Nếu chúng ta hay mua hàng mới như con này á, giá thành nó rất là cao, nó trên 10 triệu, khoảng tầm 15 16 triệu một chiếc. Thì giá hàng qua sử dụng thì nó rất là hợp lý để chúng ta anh em mình tiếp cận rồi ha. Thì khách đã lỗ rồi thì mình mua về mình chỉ sử dụng thôi. Rồi, một chiếc đồng hồ Seiko dòng Reset, mặt em này mặt xanh navy nha. Hay là mấy anh miền ngoài thì gọi là xanh này là xanh cửu long. Còn trong miền Nam mình thì gọi này là một xanh than á, xanh đậm á. Rồi, vỏ thép không rỉ, kính sapphire nguyên khối, máy tự động, có hỗ trợ, có tay, có một lịch ngày nằm ở góc 6 giờ, lịch lọc ha. Có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Núm zin có logo hình chữ S nè ha. Máy búa vàng, chạy máy 4R35 cơ, tự động lộ đáy. Bản nội địa Made in Japan ha. Bản nội địa Made in Japan. Có số series ở đây. Và con này thì tích cót lên tới 40 giờ nha mọi người, tích cót lên được 40 giờ. Top Sapphire Crystal nè. Top Sapphire Crystal có nghĩa là mặt trên á, còn mặt này là mặt kính thường. Máy này 23 chân kính nha mọi người, 23 chân kính. Mã số 10. Size 41,5 ạ, à. Mã số 10 size 41,5, giá 5 triệu nha. Rồi nào thích con này thì chốt giùm em ha. Rất đẹp, rất sang. Tiếp theo mã số 11 là một chiếc đồng hồ à. Đến từ thương hiệu Thụy Sĩ, dòng đồng hồ, thương hiệu đồng hồ Cardino hay mọi người. Cardino. Kính em này là kính sapphire nguyên khối được thiết kế cong nhẹ nên mọi người sẽ thấy cái hiệu ứng và khi chúng ta nghiêng góc á nó rất là thích mắt. Cọc số là cọc số La Mã nè, nằm từ 1 tới 12 luôn, còn đầy đủ trọn vẹn các cọc số. Ô lịch được dời vào trong lòng bên trong của mặt đồng hồ, nó sẽ là không làm mất đi cái cọc số ha, nên nó lệch vào trong đây nè. Thường thường có những chiếc đồng hồ nó sẽ bị mất cái cọc số 3 để trường chỗ ô lịch đó. Đó, giống như con này thì cái chiếc đồng hồ này được thiết kế tinh tế hơn là nó dời cái ô lịch vào trong để nó thể hiện cái số 3 này luôn ha. Kính sapphire được ghi trên đai mặt đai hồ luôn, dòng máy Cardino 3 kim, kim dây màu đỏ rất là nổi bật trên cái nền màu đen nha. Rồi toàn bộ cọc số đều là cọc số nổi hết. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swiss Made nha, Swiss Made. Mặt đen hai lòng, vừa có cọc số học trò vừa có cọc số thẳng luôn. Góc 12 giờ chúng ta sẽ thấy logo và tên thương hiệu Cardino, phía dưới đó chúng ta sẽ thấy chữ Automatic. Rồi em này thì toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ ha, zin nguyên bản. Dây thì dây thay mới nhưng mà khóa là khóa zin nha, dây thay mới khóa zin của Cardino nè. Máy cơ tự động automatic tích, có hỗ trợ, có tay, núm zin có logo của Cardino, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Phía sau này chúng ta sẽ có một số thông tin như thế như sau ha. 10 ATM water resistant, có nghĩa là chống nước được 100 mét.
À, dòng Sapphire Crystal có nghĩa là mặt trên nha mọi người, mặt trên là kính Sapphire. Rồi số series em này cũng rất là đẹp, C4441 ha, 3 số 4 và 1 số 1 ha. Sweet Matte Thụy Sĩ và On Select Steel có nghĩa là toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ nha. Rồi. Thông số cũng như thông tin của em này là như vậy. Mọi người thích thì chốt giùm em, con này size 41, mã số 11, giá 5 triệu. Nếu như mọi người mua chiếc đồng hồ này giá trên 5 triệu thì mọi người sẽ được tặng hai món quà mà đầu clip em đã nói nha. Đầu clip em đã nói là một sợi chuỗi, một cái hộp 6 ngăn để đựng đồng hồ. Thì sợi chuỗi này em bán 125.000. Đóng tiêu rồi. Nè, sợi chuỗi này em bán 125.000. Hộp này thì em bán là 200.000. Nếu mua hai cái thì em sẽ tính giá là 250 cho hai sản phẩm này. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Em bán đó giờ thiệt giá và cũng chưa bao gồm phí vận chuyển nha, nên mọi người thông cảm. Tại vì em muốn cái giá thành của em đưa tới mọi người là tốt nhất, sát giá nhất. Cho nên là em niêm yết cái giá của em, niêm yết lúc nào nó cũng là cái giá công khai hết á, giá công khai để mọi người thấy hợp lý thì mọi người mua. À, tại sao thay vì em bán con này thay vì 2 triệu 7, 2 triệu 8 em vẫn có thể ghi được là 2 triệu 7, 2 triệu 8 mà không? Xong rồi mấy anh kêu em bớt thì em sẽ vui vẻ bớt cho mọi người 100.000 lấy lọc gì đó, nhưng mà không, bên em sẽ giá là giá vậy luôn. Tặng thì sau này mọi người có bán lại cho em á, thì lỡ mà mọi người là mất giấy bảo hành á thì em có thể xem lại video và em sẽ xem cái giá này nó như thế nào để em có thể hỗ trợ thu lại cho mọi người nữa. Nên mọi người thường thường mấy anh mà dạng vô nhắn tin mà mặc cả, em biết mặc cả là cái việc bình thường nhưng mà cũng thông cảm cho em, là tại vì em còn thu lại nên là em phải coi cái giá cho này nè. Còn thay vì con này bán 3 triệu 2, 3 triệu thì em ghi 3 triệu 2 vẫn được, vẫn bớt cho mọi người được, nhưng mà em muốn là anh em mình rõ ràng một cái một vậy đó. Rõ ràng một cái một vậy ha mấy anh. Cho mấy anh hiểu em và mọi người cũng dễ thông cảm cho nhau hơn ha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi tới đâu rồi ta? Rồi tới mã số 11, giá 5 triệu thi sĩ rồi ha. Quên nữa, cái máy này là máy Cardino, hai mươi mấy chân kính thế này, 25 chân kính nha. Này mọi người sẽ thấy nó đóng như này này, rất sắc nét nè, Transify ha, sắc nét hình ảnh rõ ràng. 25 chân kính tự động hỗ trợ có tay, một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Rồi tiếp theo mã số 12 là một chiếc đồng hồ Orient có hộp nha. Orient có hộp, một chiếc đồng hồ mặt trắng. Trong hộp này thì chỉ có đồng hồ thôi. Em này dây khóa linh kiện, dây khóa thay mới ha mọi người. Em này toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ nha. Kính là kính khoáng cứng. Em sẽ hỗ trợ lơi thay kính Sapphire cho mọi người nếu mọi người có nhu cầu ha. Còn cái kính này cũng khá là to. Giá thay của nó chắc tầm 200.000 đó. 200.000 đó mọi người. Size 41,5 ạ. À. Em này size 41,5. 41,5. Toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ nha, kính khoáng cứng. Máy cơ tự động automatic của nhà Orient nha mọi người. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch mặt dial, em này màu trắng trải thia hướng về tâm ha. Cọc số là cọc số nổi nha mọi người, cọc số là cọc số nổi. Rồi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy cơ tự động lộ đáy của nhà Orient. Dòng máy con này là chiếc đồng hồ này là nó là hàng nội địa. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy cái chữ sao băng nè. Sao băng này ha. Rồi, phía sau thì chúng ta sẽ thấy dòng chữ Made in Japan ha. Cái màu vàng này là cái màu vàng của cái kính này nha mọi người. Nó làm giống như kiểu kính mát hay sao á, nó làm vàng 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 vàng. Made in Japan ha. Epson Stainless Steel Water Resistant 50m, chống nước 50m nè. Tên mã và số series thì nó nằm đây. Trên máy thì nó có dập chữ Orient nè. Trên sườn máy có dập chữ Orient ha.
Trên búa thì có đóng chữ da bằng ha. 21 chân kính tự động của nhà Orient, kính khoáng cứng vỏ thép không rỉ, hỗ trợ thay kính sapphire cho mọi người luôn nha, nếu mọi người có nhu cầu. Và em thay kính thì đảm bảo cho mọi người về độ chống nước đàng hoàng nha, nên mọi người cứ yên tâm. Rồi em này size 41,5, 41,5 mã số mấy này, mã số 12 giá 2 triệu 2 nha, mã số 12 giá 2 triệu 2, anh nào thích thì lấy giùm em. Rất đẹp. Rồi tiếp theo mã số 13, 2 triệu 3. Rồi em này mặt trắng ha, mặt trắng. Mặt đen nãy này, mặt đen giờ em này mặt trắng. Hồi nãy em mặt trắng vậy, em này mặt đen, lộn. Lộn hoài luôn. Rồi, em này mặc đều màu đen ha, cọc số nổi 3 kim, một lịch nằm ở góc 3 giờ. Nói chung em này thì không giống em màu trắng hoàn toàn luôn. Em màu trắng hoàn toàn. Ui, hình như nhầm rồi. Con này mới 2 triệu 3 nè, con này tới 2 triệu 4 lận. Thế mọi người con 14 là ghi 2 triệu 4 này, nhưng mà thật ra nó là 2 triệu 3 nha. Nè, con này 2 triệu 3 nè. Bỏ lộn hộp hay sao ấy. Rồi bỏ lộn hộp rồi, mọi người đợi em chút xíu. Chỉ khác cái nắp thôi. Rồi, mã số 13 là con này nha. Mã số 13, giá 2 triệu 3. Mặt đeo màu trắng. Mặt đeo màu trắng, cọc số học trò nha. Cọc đeo màu trắng, cọc số học trò. Toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ. Toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ, kính khoáng cứng nha. 3 kim, một lịch nằm ở góc 3 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Một chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Rồi, mặt trắng, cọc số thì được màu, được sơn đen nha. Sơn 12 cọc số đều là cọc số La Mã hết. Mặt trắng tinh tươi. Kính khoáng cứng, toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ nha mọi người. Độ mới còn rất là cao. Em này thì mắc hơn 100 nghìn với lý do là khóa zin nha. Dây vẫn là dây linh kiện nhưng mà khóa là khóa zin nè. Rồi phía sau đáy thì chống nước 50m, toàn thân vỏ là thép không rỉ của dòng của công ty Orient Watch. Đây là tên số series ha. Trên sườn máy vẫn có đóng chữ Orient và trên búa vẫn có chữ sa băng ha. Em này vẫn là 21 chân kính. Thì em mã số 12 và mã số 13 này. Nói chung là nó chạy cùng dòng máy. Nó giống nhau hoàn toàn, nó chỉ khác con cái là cái mặt đeo thôi. Máy nó xài chung luôn ha. Rồi em này size cũng 41,5 luôn. Rồi size 41,5 luôn ha mọi người. Rồi. Mã số 13. Giá 2 triệu 3, mã số 13 giá 2 triệu 3. Rồi nào thích con này thì chốt cho em ha. Orient 3 kim, một lịch tự động automatic, chống nước 50m. Mười ba, 2 triệu 3. Rồi 14 nè, tới 14 nè nha. 14 mặt đen, dây đen, khóa zin, mã số 14 giá 2 triệu 4. Tại vì con này nó mắc hơn 100 ngàn nữa là nó cái dây nó zin luôn nha mọi người.
Toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ nha. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lực. Mặt dial màu đen ha, cọc số nổi. Dây khóa zin nguyên bản của hãng Orient luôn nha, dây khóa zin nguyên bản. Đó. Con này bản nội địa, made in Japan, độ mới còn rất là cao. Giá là 2 triệu tư ạ. 2 triệu tư, dây da zin nguyên bản, chống nước 50m ha. Thì con này nó giống giống con mã số 12, 13 luôn. Nói chung nó cùng một đời á mọi người. Nó khác cái kiểu thôi. Trên sườn máy vẫn có chữ Orient, trên búa vẫn có chữ Japan ha. Ở ngoài này made in Japan ha. Góc 6 giờ có chữ Japan. Toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ, kính khoáng cứng. Dây khóa zin nguyên bản mã số 10, 14. 14 giá 2 triệu tư, size 41,5 nha. Đây, size 41, 415. Rồi, nào thích con này thì chốt giùm em ha, rất là đẹp. Không có gì để chơi hết. Zin nguyên bản, zin cả dây khóa. Mã số 14. Giá 2 triệu tư. Size 41, 41,5 ạ. Tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là chiếc đồng hồ Calvin Klein ha. Con này trong hộp thì nó có sách hướng dẫn sử dụng nè và dây mắc thừa. Mắc thừa. Cái hộp nó đây. Hộp đóng khá là đơn giản nha. Làm từ hộp được làm bằng giấy. Calvin Klein Squid Made, một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng. Rồi, toàn thân vỏ em này được làm từ thép không rỉ nha. Chi vỏ được làm từ thép không rỉ, độ mới còn rất là cao. Em đánh giá em này tầm 95% nha, 95%. Có hộp và trong hộp còn mắc thừa, kính sapphire nguyên khối. Kính sapphire nguyên khối, máy cơ tự động automatic nè. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch. Mặt dial hôm nay là mặt trắng, trải tia hướng về tâm ha, mặt hai lòng. Lòng ngoài là những đường tròn đồng tâm nha, cái xớ là xớ tròn đồng tâm như nè. Còn cái lòng trong là trải tia hướng về tâm, chứa luôn cái logo, cái tên thương hiệu và chữ automatic ha. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy cái dòng chữ Swissmade. Đây, núm zin có logo chữ CK nha, nha. Rồi. Size của em này tầm 4 là 42 mm rồi mọi người. Đó, size 42 mm nha. Rồi, cái vỏ còn rất là đẹp, tầm 95-96% nha mọi người. Rồi, phía đáy này thì nó còn cái miếng miếng ni lông nó bảo vệ nè mọi người thấy không? Nè, nó có cái miếng ni lông bảo vệ nè, lột ra là như mới luôn á. Thì em để ở đây như vậy luôn nha. Rồi, kính trên là sapphire nè, sapphire crystal on top nè, có nghĩa là mặt trên ha, mặt dưới là kính thừa. Chống nước được 50m, Thụy Sĩ. Nè, sản xuất Thụy Sĩ nè, Swissmade. On celestial nghĩa là toàn thân vỏ làm từ thép không rỉ. Máy này nhiều chân kính đây. 25 chân kính nha. Đây mọi người nhìn đây. 25 chân kính Swissmade nè, Swissmade. Trông rất là sắc nét rõ ràng. Size 42, mã số 15 giá 5 triệu nha. Em này size 42, mã số 15. Giá 5 triệu, Calvin Klein Thụy Sĩ. Dây thắt. Còn rất là mới và đẹp nha. Anh nào thích con này thì chốt giùm em. Chúng ta bây giờ nó dễ tiếp cận là những mấy cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ như thế này mà giá nó tầm 5 triệu thì nó chỉ ngang với những chiếc đồng hồ tầm trung cấp cao cấp của Nhật thôi. Rất để anh em mình trải nghiệm ha. Rồi, mã số 15 size 42, giá 5 triệu, nào thích thì lấy giùm em nha. Tiếp theo mã số 16. Mua mấy con Thụy Sĩ mà chúng ta chơi rồi chúng ta bán lại nó cũng dễ nữa. Không lẽ giờ 5 triệu bán 3 triệu rưỡi 4 triệu mà không có người mua đúng không? Bạn bè hay là
anh em gì đó, chúng ta sẽ đưa lại cho họ và họ cũng sẽ mua thôi. Thụy Sĩ mà. Rồi, con Calvin Klein này là hàng mới nha. Hàng mới chưa có đeo. Mã số 16 giá 5 triệu luôn, tại nó dây da. Nó bằng con hàng cũ. Nè, con này dây da nè, mới chăm chăm chưa bóc siêu hết mọi người. Đó, thì nó mới thì mọi người biết rồi, ngoại hình nó không có gì để chê hết. Dây zin luôn. Dây này nó cong do là để trong hộp quá lâu ha. Rồi. Đánh giá nó 99,99% thôi ha. Không bao giờ báo mới được. Đó, tag của nó đây. Con này thì y chang em đó thôi, cũng là cũng máy cũng 25 chân kính tự động, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, mặt đều màu trắng. Trắng ha, trắng. Trắng kim tuyến nha. Em này không có chảy tia, em này trắng kim tuyến nè. Nó trắng vân mình đó. Toàn thân vỏ thì mạ BVD vàng hồng, kim cọc mạ vàng hồng luôn. Mới trăm trăm. Anh nào thích con này thì tốt, chốt giùm em nha. Máy 25 chân kính tự động. Kính sapphire mặt trên, toàn thân vỏ là thép không rỉ. Dây khóa zin nguyên bản, mới trăm trăm, size 42. Giá này là 5 triệu nha, 5 triệu. Mã số 16 giá 5 triệu ạ. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 là một chiếc đồng hồ Alba pin mới. Cái con này đeo thì bao bền. Con này hàng bán nội địa nè. Mình coi mấy cái video mà dạng review du lịch đó thì mọi người sẽ thấy, khi mà đi vô mấy khu du lịch thì sẽ thấy cái đồng hồ này nó treo hàng nhà xa số luôn, rất là rẻ. Đây, một chiếc đồng hồ anh ba mọi người, chống nước 100 mét luôn á. Con này gần như là mới ha, gần như là mới. Nó cắt dây dòi, nói chung là nó cắt dây dòi dạng như không biết làm sao, có thể là khách mua khách đổi ý, vừa cắt dây xong khách đổi ý khách mua khác chẳng hạn, thì cái đó bình thường, chuyện bình thường mà, chịu lỗ một chút xíu. Nó cái này dính dơ nha mọi người, mai em sẽ lấy sàn chùi ra cho mọi người. Toàn con này là thép không rỉ, kính khoáng cứng, chống nước 100 m ha, của thương hiệu anh ba, hình tương đối đẹp nha, chống nước 100 m luôn á. Em bán em này là giá là 700.000 nha, 700.000. Mã số 17, 700, size 39,5. Rồi, rất đẹp mọi người, mực xanh cọc số nổi, máy pin nha, ba kim, có một cái lớp này hình hình viên đạn ha, hình viên đạn. Rồi, đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Và hôm nay có hai sản phẩm mới, đó là hộp 6 ngăn và chuỗi hạt ha. Thì mua trên 5 triệu em sẽ tặng cho mọi người hai cái sản phẩm này. Còn mọi người mua lẻ thì mua hai cái đó thôi thì giá là 250 nha. 250. Em có 20 bộ à, 20 bộ à. Nên mọi người tranh thủ ha. Chuỗi ăn lẻ là 125.000, còn hộp thì 200.000. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người lại clip lần sau ạ. Xin cảm ơn.